Thưa quý vị, bắt đầu từ 7 giờ hôm nay, 25 tháng 7, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ được tổ chức cùng thời gian tại 3 địa điểm chính, gồm Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Hội trường Thống nhất thành phố Hồ Chí Minh và tại quê nhà ở thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Tại thôn Lại Đà, nơi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã sinh ra và lớn lên, trong nhiều ngày qua, người dân nơi đây đã đóng góp công sức cùng nhau chuẩn bị để đảm bảo mọi thứ được chu toàn nhất. Hôm qua, tại nhà văn hóa thôn Lại Đà, ban tổ chức lễ tang và chính quyền địa phương đã kiểm tra công tác chuẩn bị lễ viếng, lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê nhà. Trong 2 ngày quốc tang, thôn Lại Đà dự kiến sẽ đón hàng ngàn người dân, những người không có điều kiện đến nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông. Vì vậy, công tác an ninh phân luồng giao thông đã được tính toán kỹ càng. Mọi công tác chuẩn bị khác đều đã hoàn tất. Theo kế hoạch, bắt đầu từ 7 giờ sáng nay, người dân có thể bắt đầu vào viếng. Người dân cần mang theo thẻ căn cước công dân gắn chip hoặc sử dụng ứng dụng VNEID để quét mã QR đăng ký vào viếng. Ngoài ra, theo thông báo từ Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, nguyện vọng của gia đình không nhận tiền, hoa quả, lễ phúng điếu của tất cả các tổ chức cá nhân khi đến viếng. Công an huyện Đông Anh cũng thông báo phân luồng các tuyến đường vào nơi tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư, đồng thời tổ chức điểm giữ xe miễn phí. Người dân sau khi gửi xe đi bộ vào khu vực lễ viếng theo hướng dẫn. Ban tổ chức có cung cấp xe điện miễn phí, phục vụ người già, người tàn tật, người có sức khỏe yếu đến viếng.